Mỗi ngày đều đến khi sức cùng lực kiệt, Đường Tam mới miễn cưỡng bò lên trên để nghỉ ngơi. Tinh lực vừa khôi phục, lại lần nữa trở lại phía dưới thác nước cố gắng. Đường Tam tâm tính kiên nhẫn nổi danh, hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là thất bại. Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần, hắn tin chắc cha đẻ cho mình làm việc này nhất định là có đạo lý của người. Dưới tác dụng tại trí tuệ đầu cốt, Đường Tam bắt đầu phán đoán trình độ bóng loáng của khối mỏm đá kia, bắt đầu phán đoán lực đánh sâu của nước chảy, tìm kiếm điểm vào tốt nhất trên tảng đá, bắt đầu cố gắng tránh lé lực nước chảy đánh sâu vào, lợi dụng mỗi một bộ phận trên thân thể của chính mình giảm bớt lực đi. Đường Hạo thì vẫn ngày ngày ngồi tu luyện trong động do chính mình tạo ra. Đối với chuyện của Đường Tam điều gì cũng không nói. Trong nhị thập tứ kiều minh miệt dạ của Đường Tam có chứa đựng một lượng lớn nước uống cùng thức ăn, đủ để cho hai người kiên trì một tháng. Cho nên ở một tháng thời gian này, Đường Tam cũng không phải đi hái trái cây. Mỗi khi hắn đi lên nghỉ ngơi, đều sẽ lấy ra một ít thực vật đưa đến động quật cho cha, đặt trước mặt cha mình. Sau khi ăn xong lập tức nghỉ ngơi, tinh lực nhất khôi phục sẽ lại một lần nữa nhào vào trong nước. Đường Hạo ngẫu nhiên mở mắt, ánh mắt tại tự nhiên mà rơi vào trên người của Đường Tam. Mắt thấy con mình sau mỗi lần lao xuống rồi bò lên trên, trong mắt hắn đều toát ra một tia nhàn nhạt vui mừng. Ngốc tiểu tử, người biết không, thác nước này đối với người mà nói, nó là một thành chú tạo trí. Nó chi luyện là thân thể của người, là thần tượng duy nhất của đại lục. Điều ta muốn làm đó là đem thân thể của người rèn luyện thành một kiệt thần khí chính thức. 5 giây, rốt cục kiên trì tới 5 giây rồi. Tới ngày thứ 5, Đường Tam ở trên mỏm đá đã có thể kiên trì được 5 giây thời gian. Mặc dù hắn không có hồn lực trợ giúp, nhưng là đứng ở trên mỏm đá, thân thể của hắn lại có thể dựa theo đặc tính của quỷ ảnh mê tung, nhẹ nhàng luận động. Mặc dù phải đón đỡ lực đánh sâu vào của thác nước, nhưng vẫn có thể tìm được sự cân bằng tốt nhất để thừa nhận lực đánh sâu vào. Cho dù là hô hấp khó khăn, hắn đã có thể kiên trì thêm một hồi. Đối với Đường Tam mà nói, đây không thể nghi ngờ là một sự khởi đầu. Ban đầu kiên trì không thể nghi ngờ là thống khổ nhất. Đường Tam chẳng những phải thừa nhận tác động mạnh mẽ của thác nước, còn phải thừa nhận thống khổ của bản thân khi không thể nào thi triển được hồn lực. Giống như một người trưởng thành đột nhiên biến thành một tiểu hài tử, lực lượng trong nháy mắt thu nhỏ lại, phải một đoạn thời gian mới thích ứng. Sau 5 ngày thời gian, vừa hay là quá trình thích ứng này, 5 ngày này không ngừng bị thác nước đánh sâu vào, Đường Tam đối với thống khổ này không cách nào sử dụng huyền thiên công để từ từ khôi phục lại. Bằng vào trí tuệ đầu cốt, giúp trí tuệ của bản thân hắn tăng lên rất nhiều, dần dần nắm giữ được phương pháp. Bắt đầu từ ngày thứ 6, thời gian hắn dừng lại trên mỏm đá gia tăng vài lần, chú tạo trùy trong tay rốt cuộc có thể bắt đầu huy vũ được. Tại trên mỏm đá bóng loáng phát lực không thể nghi ngờ là một sự cực kỳ thống khổ. Nhưng mà Đường Tam cực kỳ thông minh, hắn cũng không có vội vàng bắt đầu tập luyện loạn phi phong trùy pháp, mà trước tiên để chiến lược có thể thích ứng tại thác nước, nỗ lực cố gắng khống chế sự cân bằng, tùy ý để thác nước chảy xối xả vào người. Khi Đường Tam rốt cục có thể dưới thác nước đứng vững, sẽ không lại bị đẩy vào trong nước thì Đường Hạo rốt cục đối với hắn tiến hành chỉ thị thứ hai. Tu luyện này đương nhiên đối với Đường Tam mà nói là tu luyện huyền thiên công. Đường Tam một lần rất kinh ngạc nghe cha nói nội lực huyền thiên công của mình đã bị phong bể rồi, như thế nào vẫn tu luyện. Nhưng khi hắn thật sự tu luyện, lại phát hiện phong ấn của cha phi thường kỳ lạ. Mặc dù không thể sử dụng nội lực của huyền thiên công, nhưng tu luyện lại không bị ảnh hưởng. Một khi thân thể trống rỗng của hắn bắt đầu tu luyện, sau khi tích xúc nội lực tuần hoàn một vòng, nó sẽ tự nhiên mà dung nhập vào bên trong của hỏa nhiệt phong ấn, cùng với nội lực vốn có của mình dung vào một thể. Mặc dù làm như vậy, nhưng Đường Tam không cách nào cảm nhận được trình độ tiến bộ của huyền thiên công. Nhưng mà cứ tu luyện như vậy, tốc độ khôi phục thân thể rõ ràng lại nhanh hơn. Cho nên Đường Tam bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày đều lấy 3 canh giờ tiến hành tu luyện, thời gian còn thừa là ở dưới thác nước mà rèn luyện. Chú tạo trùy tại trong thác nước đập bể xuất ra một cái bọt nước không lớn lắm. Nó tuần hoàn một vòng, lại trở lại đỉnh đầu của Đường Tam. Thành công rồi, Đường Tam đại hỉ. Bất quá cũng chỉ là vui mừng một chút mà thôi, bởi vì tâm trí không yên, bị thác nước đẩy xuống thủy đàm. Hôm nay đã là ngày thứ 15 hắn đi tới nơi này. Trải qua không ngừng cố gắng, hắn rốt cuộc có thể thành công chém ra loạn phi phong trùy. Trùy thứ nhất, lúc phát lực cũng không bị ngã từ trên mỏm đá xuống. Có trùy thứ nhất thì sẽ có trùy thứ hai. Do Đường Tam không ngừng rèn luyện, loạn phi phong trùy pháp bắt đầu dưới tay của hắn hiện ra. Mà chú tạo trùy dù sao không phải là hạo thiên trùy, sức nặng không có đáng sợ như vậy. Hơn nữa tự thân sức nặng của nó cũng có thể giúp Đường Tam ổn định thân hình trên tảng đá. Dần dần hắn ở bên trong thác nước luyện tập loạn phi phong trùy pháp càng ngày càng thuần thục. Lúc bắt đầu chỉ có thể làm bắn tung tóe một đóa bọt nước, sau đó lại vô động mưa gió không ra. Tại dưới thác nước tựa như một cái vòng tròn bích trướng, không ngừng ngăn cản nước chảy từ thác nước đánh sâu vào, làm bắn tung tóe một tảng lớn bọt nước. Số lần huy động chúng tạo trùy rất nhanh ổn định tăng lên. Thời gian tháng qua, 3 tháng thời gian đã trôi qua, một trùy cuối cùng cũng phát ra, thân thể Đường Tam tựa như pháo đạn phóng lên cao, đòn đánh sâu vào thác nước chừng hơn 10 thước. Bên trong 10 thước ấy, nước chảy bị phản kích mà chảy ngược lên.
khi thân thể của hắn hạ xuống phát ra một lượng lớn âm thanh kinh hồn. Điều đó đương nhiên không phải là lực lượng bây giờ của Đường Tam có khả năng đạt tới được, mà là đặc tính của Loạn Phi Phong chủy pháp. Một chùy mạnh hơn một chùy, lực lượng một chùy điệp ra một chùy. Nếu không phải tố chất thân thể Đường Tam cực kỳ cường hãn, thì lực đánh sâu vào khủng khiếp kia cũng đủ để đưa thân thể của hắn toàn bộ xé rách. 9981 chùy toàn bộ hoàn thành trong nháy mắt, lực lượng 81 lần điệp ra ngưng tụ cùng một chỗ. Dù hắn bây giờ không thể sử dụng lửa phần hồn lực, nhưng trong nháy mắt lực công kích kinh khủng đã siêu việt hơn hắn. Bỗng có tiếng phanh nổi lên, lực lượng biến mất, thân thể Đường Tam bị thác nước đập lặng lẽ rơi vào trong thủy đàm. Nhưng lúc này, giờ phút này sự hưng phấn trong lòng của hắn khó có thể hình dung. 3 tháng, chính mình rốt cuộc hoàn thành được yêu cầu của cha, rốt cuộc chém ra được 81 chùy. Bây giờ trên da Đường Tam tràn đầy một tầng màu cổ đồng mạnh mẽ, chiều cao lại vừa gia tăng thêm vài phần, mặc dù râu tóc trên mặt có vẻ loáng toáng. Nhưng mà cả mắt của hắn giống như tia hàn tinh bình thường, nhưng lại sinh ra quang mang chói sáng. Trong nháy mắt khi nước chảy vòng lại, Đường Hạo đang ngồi ngay ngắn tại bên trong thạch động đã mở hai mắt. Quang mang vui mừng lẫn sợ hãi từ đáy mắt chợt lóe ra. Chưa điều gì khiến cho phong hào đấu la đứng đầu đại lục như hắn sợ hãi. Lúc này cũng không thể không than thở về sự xuất sắc của con mình. Lúc đầu, hắn hoàn thành những bước này phải dùng mất nửa năm thời gian, mà Đường Tam tâm trí kiên nghị. Dưới sự trợ giúp của thiên phú, không ngờ chỉ mất có 3 tháng mà thôi. Từ trong thủy đàm nhảy lên bờ, Đường Tam một tay lắm chú tạo trí, hắn đầu tiên thấy cha mở hai mắt. Ánh mắt của Đường Hạo từ trên người của con mình đảo qua, trải qua 3 tháng thời gian này, trên người Đường Tam cơ thể trở lên càng thêm rõ ràng. Một khối cơ bắp mặc dù cũng không khổng lồ khoa trương, nhưng mà trên da đều ẩn chứa một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Lấy nhãn lực phong hào đấu la của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, trong đó ẩn chứa lực lượng bộc phát như thế nào. Cha à, con thành công rồi, 81 chùy. Đường Tam có chút đắc ý hướng Đường Hạo nói, 81 chùy, toàn bộ 81 chùy. Đường Hạo hướng hắn gật đầu, trong miệng nói ra hai chữ, tốt lắm, bất quá con còn phải làm một việc tốt hơn. Vừa nói Đường Hạo cầm lấy chú tạo chùy trong tay Đường Tam, tiện tay vung lên. Chú tạo chùy giống như lưu tinh phóng lên cao, trong chớp mắt biến mất không thấy đâu nữa. Không để ý tới Đường Tam đang có chút ngốc nghếch, Đường Hạo một tay chém trên một cây đại thụ bên người. Tay của hắn tựa như một lưỡi dao sắc bén cắt vào thân cây, cả cây đại thụ giống như là đậu hũ trực tiếp bị cắt đứt. Tay của Đường Hạo huy động, Đường Tam chứng kiến chỉ có bụi gỗ bay tán loạn cùng trường ảnh hư ảo của Đường Hạo. Phải biết rằng, tử cực ma đồng của hắn đã tới giai đoạn đỉnh của đệ tam trọng. Nhãn lực bây giờ của hắn cũng không thấy rõ động tác của Đường Hạo, có thể thấy Đường Hạo nhanh như thế nào. Khi Đường Hạo dừng lại, trong tay của hắn đã xuất hiện một thanh chùy tứ, cùng chú tạo chùy lúc trước giống nhau như đúc. Đường Hạo cầm mộc chùy nhét vào tay của Đường Tam, kế tiếp dùng nó luyện tập lại Loạn Phi Phong chùy pháp. Chùy ma bị hỏng, người tự mình làm lại. Bỏ lại những lời này, Đường Hạo lại một lần nữa quay về động quật của mình. Chỉ là một câu giải thích đơn giản, nhưng giao cho Đường Tam cũng là nhiệm vụ càng thêm khó khăn hơn. Lúc mà vừa mới tiếp nhận mộc chùy, Đường Tam cũng không có cảm giác khác thường gì. 3 tháng hắn dùng quen thuộc chú tạo chùy nặng mấy chục cân, lúc cầm vào mộc chùy này quả thực là nhẹ như không. Khi hắn một lần nữa xuống dưới thác nước để tiến hành tu luyện, so với lúc trước còn thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Bản thân mộc chùy có sức nổi lại nhẹ như vậy, giống như chỉ mất 5 giây thời gian Đường Tam đã tới thác nước. Chính là lúc hắn lên trên mỏm đá dưới thác nước, lập tức cảm giác được có chút không đúng. Dưới lực đánh sâu và thật lớn của nước chảy, thân thể của hắn nhoáng lên, không ngờ suýt chút nữa lại bị lao xuống mỏm đá. Phải biết rằng 3 tháng rèn luyện này đã sớm làm cho hắn đứng ở mỏm đá trên thân thể ổn định hơn, giống như là đinh đóng ở trên tường. Đột nhiên xuất hiện cước bộ hư phù, hắn lại có thể nào không ngạc nhiên cơ chứ. Rất nhanh, Đường Tam tự ý thức được có chuyện không đúng. Chú tạo chùy trong tay biến thành mộc chùy, sức lặng kém hơn nhiều. Trọng tâm của mình vốn đối với nước chảy đã quen thuộc bây giờ đã thay đổi. Sức nặng không giống trước, muốn đứng vững tự nhiên trở nên rất khó khăn. Nghĩ thông suốt điều này, Đường Tam lập tức rõ ràng vài phần dụng ý của cha mình. Rất nhanh trí, sau khi hắn đứng vững cũng không có lập tức huy động mộc chùy, mà là đứng vững vàng ở nơi đó, khống chế mộc chùy nhẹ nhàng huy động, cảm thụ qua cảm giác của mộc chùy trong nước chảy. Nhìn mộc chùy nhẹ nhàng huy động, lực cản ở trong nước không ngờ so với chú tạo chùy trước kia còn lớn hơn nhiều. Thân mình của nó nhẹ khiến cho nước và lực song trọng ảnh hưởng, làm Đường Tam khống chế càng thêm khó khăn hơn. Đến khi Đường Tam cảm giác được cơ thể một lần nữa đứng vững, hắn bắt đầu lại sử dụng Loạn Phi Phong chùy pháp. Đệ nhất chùy, đệ nhị chùy còn có thể kiên trì bình thường, chỉ là không thuận tay mà thôi. Nhưng lúc đến đệ tam chùy, mộc chùy thân mình yếu ớt bị chấm nát, mộc thành mộc chùy đã bị hỏng. Bắt đầu từ ngày đó, Đường Tam tiến vào giai đoạn rèn luyện thứ hai. Hắn không có nội lực, không cách nào đem nội lực rót vào trong mộc chùy để bảo vệ nó. Điều hắn có thể làm chỉ là đem lực lượng có thể nắm trong tay, khống chế mộc chùy dưới tình huống đang không ngừng tăng lực để không bị nước chảy phá nát, không bị lực lượng của chính mình làm gãy.
Khó khăn chợt gia tăng cũng không làm cho Đường Tam lùi bước, ngược lại làm tinh thần của hắn càng thêm tập trung hơn, đặc huấn bắt đầu càng thêm gian khổ. 9 tháng sau, trong âm thanh chói tai rít gào, một cột nước khổng lồ phóng lên cao. Lúc này bị đánh ngược lên không phải chỉ có một bộ phận của thác nước, mà giống như là toàn bộ thác nước rộng chừng 10 thước. Dưới thác nước, một thân ảnh bay lên trời, toàn thân đều lóe ra màu cổ đồng quang huy. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống giống như là vàng bình thường lấp lóe sáng lên. 81 chùy, Đường Tam đã quên rằng mình đã hoàn thành 81 chùy một vài lần rồi. Thả mình vào thủy đàm, cảm thụ dòng nước mạnh mẽ xung quanh mình, hắn có thể buông lỏng thân thể của chính mình. Hắn biết đối với bản thân mà nói, cũng chỉ có thể buông lỏng trong thời gian ngắn ngủi này mà thôi. Kế tiếp, không biết cha hắn sẽ cấp cho hắn phương pháp tu luyện như thế nào nữa. Trong tay của hắn không còn giống cây chú tạo chùy nữa, một cây mộc chùy cực lớn. Đường kính của đầu chùy khoảng 2 thước, đúng là mộc chùy siêu cấp. Tuy cây búa lớn như vậy nhưng mà chuôi lại chỉ to bằng một cánh tay bình thường. Có thể tưởng tượng được, nếu chỉ bình thường giơ mộc chùy lên, có lẽ sức nặng của đầu chùy mà chuôi sẽ trực tiếp bị gãy. Nhưng mà Đường Tam dựa vào lực lượng của chính mình xảo diệu khống chế, dùng nó hoàn thành được 81 chùy. Đó là tác dụng rất lớn của tác động dòng chảy. Nếu không phải là như thế, cây búa khổng lồ này như thế nào có thể làm cho cả dòng thác trong nháy mắt bắn cao lên tới 10 thước cơ chứ? Tới bây giờ, hắn đã đem Loạn Phi Phong chùy pháp luyện đến cực hạn. Đúng như Đường Tam sở liệu, khi hắn trở lên bờ thì cha hắn đã đứng đợi sẵn. Nhưng mà cùng với trước khi lại bất đồng, chính là lần này khi hắn chuẩn bị bước lên bờ thì cha đã đưa bàn tay to lớn ra trước mặt của hắn. Ngây ngốc trong chốc lát, Đường Tam vươn tay phải lên nắm lấy tay của cha. Đường Hạo dùng sức một chút, thân thể Đường Tam đã bay ra khỏi nước rơi xuống trước mặt hắn. Đến nơi này đã suốt một năm rồi, Đường Tam rõ ràng trở lên cao lớn hơn. Đã gần đến 16 tuổi, thân thể đã hoàn toàn trưởng thành, đã rất cao lớn rồi. Hắn càng lớn càng giống cha hồi còn trẻ. Mặc dù chưa đủ 16 tuổi, nhưng vẻ cương nghị trên mặt của hắn ngay cả nam nhân bình thường ở 20-30 tuổi cũng không thể có được. Cương nghị, quả quyết, bền gan vững chí, những tố chất tốt nhất của đệ tử trực hệ Hạo Thiên Tông đều xuất hiện rõ ràng trên người nó. Đối với thành tích của con mình, Đường Hạo rất hài lòng, mặc dù hắn cũng không hề biểu lộ ra mặt. Không cần Đường Hạo chủ động, Đường Tam đã chủ động để bố sang một bên. Ba, kế tiếp chúng ta làm gì? Một năm thời gian qua hắn đã thích ứng với loại đặc huấn này. Từ trong loại đặc thù huấn luyện này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của chính mình đã tăng lên. Đối với việc dùng lực lượng một cách hữu ích, Đường Tam bây giờ có thể nói là đạt tới cực hạn. Hắn thậm chí có thể rõ ràng có thể kiểm soát được từng phần lực lượng trong tay mình. Ra khỏi thủy đàm, cho dù là lực lượng rất nhỏ bên người ba động cũng vô pháp thoát khỏi cảm giác của hắn. Cho dù thậm chí là một lá cỏ trên tay của hắn, dù không dùng hồn lực vẫn có thể thành lợi khí để giết người. Đường Hạo giơ tay lên, chỉ vào thác nước lấp lánh đang chảy xuống thủy đàm. Hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai tu luyện tiếp. Chỉ cần tại lúc ngươi tu luyện, ta không hy vọng chứng kiến thác nước có thể rơi vào trong phạm vi khoảng 30 thước xuống thủy đàm. Loạn Phi Phong chùy pháp có thể chính dụng, cũng có thể phản dụng. Giống như lúc ngươi ngăn cản tật phong ma lang 36 liên trạm của Phong Tiếu Thiên. Đường Tam có chút không hiểu cho nên nhìn Đường Hạo. Ba, con vẫn chưa hiểu rõ. Đường Hạo lạnh nhạt nói, hết thảy mọi huấn luyện cũng là để cho ngươi nắm vững Hạo Thiên Chùy, sử dụng lực lượng của ngươi một cách tốt nhất. Nhưng nếu ngươi chỉ dùng ngoại vật luyện tập, ngươi vĩnh viễn không thể nào chính thức cảm nhận được Hạo Thiên Chùy có thể mang lại cho ngươi cái gì. Cho nên bắt đầu từ ngày mai tại thác nước này, ngươi dùng chính là Hạo Thiên Chùy của mình. Có thể sử dụng hồn lực để cho ta xem ngươi đến tận cùng có thể đạt tới trình độ nào. Vừa nói, Đường Hạo đặt tay lên vai trái của Đường Tam một chút, Đường Tam chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực mạnh truyền đến, thân thể không chủ động được run. Ngay sau đó, từ bàn nóng rực to lớn đặt trên lưng của hắn, khí lưu nóng rực hùng hậu tiến vào trong cơ thể. Trong thời gian ngắn đã tiến vào đan điền, không đợi Đường Tam phản ứng, nội lực bên trong đan điền đã như núi lửa phun trào, hùng dũng tuôn ra. Lực mạnh ép xuống, Đường Tam không tự giác bị Đường Hạo khống chế ngồi xuống. Bình tâm tinh khí tu luyện hồn lực, Đường Hạo cấp cho Đường Tam 8 chữ đơn giản. Đường Tam vốn còn tưởng thật sự có thể nghỉ ngơi một ngày nhưng ngoài ý của hắn. Đường Tam lập tức tập trung thần khí, dẫn đạo nội lực đang hùng dũng chạy trong cơ thể dựa theo lộ tuyến của Huyền Thiên Công mà vận chuyển. Nội lực của Huyền Thiên Công vốn ôn hòa, nhưng lúc này lại đột nhiên trở lên cuồng bạo, do Đường Tam dẫn đạo, giống như là hồn thủy vỡ đê, trùng soát kích mạch vô cùng cứng cỏi của hắn. Nội lực nhập thể, Đường Tam cảm thấy vô cùng thoải mái, đầu tiên hắn cảm giác được sự khống chế tinh thần lực của mình đối với nội lực. Dưới tác dụng khổng lồ của tinh thần lực, mặc dù nội lực hùng dũng vận chuyển với lực đánh sâu vào thật lớn, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng khống chế. Tiếp theo, hắn cảm giác được sự biến hóa kinh mạch của chính mình. Mặc dù đã một năm không có thừa nhận toàn bộ nội lực lưu chuyển, nhưng kinh mạch của chính mình lại như là được mở rộng ra. Hơn nữa trở nên vô cùng cứng cỏi. Cho dù nguồn nội lực khổng lồ kia có tùy ý như thế nào đánh sâu vào, cũng phải muốn theo quỹ tích kinh mạch mà đi. Dưới sự trùng kích của thác nước,
Đường Tam được rèn tạo cả về thân thể, kinh mạch, tâm trí và tinh thần. Một năm mặc dù rất buồn tẻ, nhưng mang đến biến hóa chưa từng có trước đó. Thanh âm vỡ tan không ngừng trong cơ thể của Đường Tam vang lên. Đó cũng không phải là kinh mạch bị phá tan, mà là những chướng ngại bị cột phá. Ba chu thiên vận chuyển ngắn ngủi, kỳ kinh bát mạch của Đường Tam, kể cả vốn đã được đả thông, dĩ nhiên không cả sáu mạch, chỉ có nhầm đốc nhị mạch như trước vẫn như vách tường cứng cỏi. Lục mạch quán thông, lỗ kinh khổng lồ đích bên trong gia nhập tiến vào càng nhiều hơn. Cảm giác như bị lung trong lò lại xuất hiện, chỉ bất quá lúc này lại do Đường Tam tự mình gây ra cho bản thân. Kỳ thật, ngay cả Đường Hạo cũng không biết, một năm này, dưới lực đánh sâu vào của thác nước mà bản thân lại không có nội lực. Đường Tam vốn ăn ba loại tiên phẩm dược thảo, đã hoàn toàn thành quá trình dung hợp hoàn toàn cùng cơ thể của hắn. Bát giác huyền băng thảo, liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng với vọng xuyên thu hải đường, cả ba cùng thân thể của hắn hoàn toàn dung hợp. Nếu dựa theo tu luyện bình thường, điều này ít nhất là phải 10 năm thong thả hấp thu mới có thể hoàn thành được. Mặc dù hấp thu ba loại dược thảo sẽ không mang đến đột phá thật lớn cho nội lực của Đường Tam, nhưng làm toàn thân kinh mạch của hắn, cốt cách cùng trình độ mềm dẻo của cơ thể trở lên cực kỳ đáng sợ. Mỗi một bộ phận trên cơ thể đều tráng ngập lực lượng bộc phát. Đúng như trong kế hoạch của Đường Hạo vậy, thân thể Đường Tam đang ở trên con đường trùy luyện thành thần khí. Tất cả nóng dực cuối cùng lại quay về mà ngưng tụ tại lưng, cuối cùng ngưng tụ tới hạn, chính là tại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu. Là hồn cốt có thể tiến hóa, theo thực lực của bản thân Đường Tam tăng lên, Bát Chu Mâu cũng không ngừng tiến hóa. Vốn một ngày lại biến thành 7 ngày, Đường Hạo đã ở bên con mình thủ hộ cả 7 ngày, 7 ngày thời gian, trên người Đường Tam đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày đầu tiên trong cơ thể của Đường Tam tuôn ra một vầng vật chất màu xám. Ngày thứ hai, màu xám vật chất ngừng kết thành những mảnh mỏng manh, bắt đầu từ từ rơi ra, để lộ ra bên trong là lớp da trắng hồng. Trên da thịt, Đường Hạo thấy được nhàn nhạt hai sắc hồng lam lưu chuyển. Mà vài ngày sau, toàn thân của Đường Tam trên dưới trở lên càng ngày càng sáng bóng. Thậm chí có một tầng nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ từ trong cơ thể chảy xuôi ra. Ngoại giới hết thảy đều trở lên không còn trọng yếu. Đột phá chưa từng có này của Đường Tam là do một làm áp bách mang đến. Đường Hạo đương nhiên không phải chỉ đơn giản phong ấn hồn lực của hắn. Phương pháp thực hiện loại áp bách hồn lực này chính là thủ đoạn chỉ Hạo Thiên Tông mới có, sử dụng trong giai đoạn 4 và 50 cấp là thích hợp nhất. Vốn Đường Hạo đã chuẩn bị áp chế Đường Tam 2 năm thời gian, cũng không nghĩ đến nhiệm vụ cho hắn trong 2 năm, Đường Tam chỉ dùng 1 năm đã hoàn thành được. Đường Hạo biết nếu lại tiếp tục áp chế nữa, có lẽ sẽ gây ra phản hiệu quả, cho nên mới hôm nay đã giúp hắn cởi phong ấn. Phương pháp sử dụng loại áp bách này sau khi bộc phát, mỗi người cả đời đều chỉ có thể sử dụng một lần. Lựa chọn của Đường Hạo không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Dùng cả 7 ngày thời gian, hồn lực báo động trên người Đường Tam mới trở lên ổn định hơn. Lúc hắn mở hai mắt, Đường Hạo từ trong mắt con mình chứng kiến chính là ánh mắt rất bình thản. Ba, Đường Tam nhìn về phía cha của mình, Đường Hạo đột nhiên hướng hắn đánh ra một chưởng. Đường Tam không dám ngăn cản, tùy ý một chưởng của cha đánh vào ngực, đẩy chính hắn rơi xuống xa xa trong thủy đàm. Rất tốt, tắm rửa sạch sẽ, thanh âm của Đường Hạo từ trên bờ truyền đến. Hồn lực của ngươi đã đạt tới 50 cấp bình đẳng. Nói ra những lời này, Đường Hạo cố gắng để mình trở lên bình tĩnh hơn một chút, cũng không giấu được phần vui mừng lẫn sợ hãi không ngừng trong giọng nói của mình. 50 cấp, đúng vậy, bây giờ Đường Tam hồn lực đã đạt tới 50 cấp bình cảnh. Chỉ cần thu được một cái hồn hoàn nữa, vậy hắn có thể chính thức tiến vào tầng lớp hồn vương. Một năm, thời gian ngắn ngủi một năm, từ 42 cấp lên đến 50 cấp, năm nay Đường Tam vẫn chỉ đến 16 tuổi. Trong lịch sử cả giới hồn sư, cũng là tuyệt đối chưa từng có. Đường Tam mặc dù đã cảm giác được chính mình đạt được đột phá thật lớn, nhưng nếu không phải Đường Hạo nói ra, hắn cũng vô pháp tin tưởng trình độ tiến bộ của mình dĩ nhiên là kinh khủng như vậy. Một năm 8 cấp, cho dù là hắn thiên tài như vậy cũng tuyệt đối không dám nghĩ. Phải biết rằng, hồn lực tu luyện càng về sau lại càng khó khăn. Tắm rửa sạch sẽ thân thể một cách đơn giản, Đường Tam một lần nữa bò lên bờ. Câu đầu tiên của hắn nhịn không được hướng cha hỏi: "Cha à, con thật sự đã làm 10 cấp sao?" Lục mạch quán thông của hắn đã rõ, nhưng hồn lực tăng lên thật lớn như vậy, cảm giác của hắn lúc này toát ra tràn ngập hưng phấn. Đường Hạo gật đầu, cảm giác của ta sẽ không sai, ngươi đã làm 10 cấp rồi, bất quá ngươi cũng thể tự mãn. Càng về sau, khó khăn tu luyện càng lớn, làm 10 cấp tới 60 cấp là một cái cửa ải lớn. Lúc đầu ta mất thời gian 5 năm mới có thể hoàn thành, ta hy vọng ngươi trước 20 tuổi có thể đột phá cảnh giới 60 cấp. Khi đó mới có thể con đường tương lai sẽ càng thêm dễ dàng. Vâng, lúc này đây, ngay cả Đường Tam cũng nhìn ra được sự biến hóa tâm tình của cha. Mặc dù là đang dạy mình như cũ, nhưng tia tươi cười như có như không trên mặt cha vẫn bị hắn nhìn thấy. 16 tuổi đạt 50 cấp, có được hai khối hồn cốt, bây giờ cho dù là hồn sư 60 cấp cũng không nhất định có thể chiến thắng được Đường Tam. Tiểu Tam, vào thời điểm quan trọng cuối cùng trong toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái, thủ pháp người xuất ra những mảnh nhỏ của Bát Chu Mâu
Là hồn kia người tự nghĩ ra hay sao? Đường Hạo đột nhiên hỏi. Đường Tam sừng sốt một chút, gãi gãi đầu. Xem như vậy đi. Hắn không thể nói, đó cũng không phải là kỹ xảo thuộc về thế giới này. Từ ý nghĩ nào đó mà nói, Đường Môn tuyệt học tới cái thế giới này cũng đều có thể nói được là hồn kỹ hắn tự nghĩ ra. Đường Hạo gật đầu, kỹ xảo này của người cũng không tệ, không lên hoàng phế. Bắt đầu từ hôm nay, buổi tối người dưới thác nước luyện tập Hạo Thiên Trúy, ban ngày có thể tự do hành động. Đường Tam nhịn không được nói, ba ba, con đã làm 10 cấp rồi, không đi kiếm một cái huân hoàn thích hợp sao? Đường Hạo lạnh nhạt nói, đã quên những gì đại sư dạy người rồi sao? Một trong thập đại hạch tâm cạnh tranh lực của hắn, không phải có lêu ra hồn sư sau khi đạt tới bình cảnh, cho dù không thu được hồn hoàn, tự thân hồn lực cũng sẽ không ngừng tích xúc, đến khi thu được hồn hoàn thì sẽ biểu lộ ra. Ngươi bây giờ không hề phải chiến đấu, tại sao lại phải lóng lòng thu được hồn hoàn? Đường Tam gật đầu, con sẽ nghe người. Hồn lực tăng lên tới 50 cấp cũng tương đương với huyền thiên công tăng lên tới danh giới đệ ngũ trọng. Nội lực tăng cường, một chút thủ pháp ám khí trước kia không thể nào tu luyện đã có thể tu luyện rồi. Đường Tam chưa bao giờ quên nỗ lực của cả đời mình trong kiếp trước dành cho ám khí. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cứ theo lời Đường Hạo, ban ngày hắn bắt đầu tu luyện huyền thiên công cùng ám khí, buổi tối luyện tập Hạo Thiên Trúy. Quá trình tu luyện huyền thiên công coi như là nghỉ ngơi. Lúc này Đường Tam giống như là trên dây cót cơ khí, tựa hồ vĩnh viễn không có dừng lại. Quay trở lại với võ hồn điện, ngươi thật sự hiểu rõ rồi chứ? Giáo hoàng lặng lặng nhìn Hồ Liệt La ở trước mặt đang quỳ rạp xuống đất. Hồ Liệt La kiên định gật đầu, bệ hạ, nếu ta không thể có tiến đột phá nữa, cho rằng sớm muộn cũng sẽ bị Đường Tam vượt qua. Vì vũ hồn điện, ta nguyện ý mạo hiểm. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông sắc mặt nhu hòa hơn rất nhiều. Kỳ thật, người cũng không cần làm như vậy, người đã thập phần xuất sắc rồi. Tới nơi đó rèn luyện, cho dù là người, cũng rất có thể không thể quay về. Giống như Tà Nguyệt Hỏa Diễm đến tử vong hạp cốc tu luyện cũng không phải rất tốt sao? Hồ Liệt La lắc đầu, không, bệ hạ, tử vong hạp cốc mặc dù nguy hiểm, nhưng nó không thể nào chính thức gây cho ta cảm giác tử vong. Ta biết rằng, ngày vẫn khiến cho Cúc Đấu La đại nhân âm thầm bảo vệ chúng ta. Không thực sự có hơi thở của tử vong, với thiên phú của ta sợ rằng sau này không cách nào so sánh được với Đường Tam. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt cười, đã qua 2 năm rồi, người vẫn không quên được thất bại lần đó. Hồ Liệt La nhìn chăm chú vào hai mắt của giáo hoàng. Sư phụ, ngay không phải đã nói, thất bại là mẹ thành công, nếu con quên mất thất bại, quên mất sỉ nhục, con đây như thế nào đáng được người dạy? Con hy vọng lần này con đi lời nào, người không nên phái bất kỳ kẻ nào bảo vệ con nhất định sẽ sống quay lại. Lúc này, trên mặt không có lửa phần yêu mỹ, nếu có chỉ là vô cùng kiên định. Bỉ Bỉ Đông đưa tay lưng Hồ Liệt La đang quỳ trên mặt đất đứng lên. Hải tử, trên người con, ta thấy được hy vọng của Võ Hoàn Điện trong tương lai. Được rồi, ta đồng ý con đi, nhưng con phải nhớ kỹ, phải còn sống quay lại. Bất luận ta là giáo hoàng Võ Hồn Điện hay là sư phụ của con, đây là nhiệm vụ ta giao cho con, cũng là yêu cầu đối với con, rõ ràng chứ? Nhìn kỹ đôi mắt đẹp tuyệt thế của Bỉ Bỉ Đông, trong mắt Hồ Liệt La có thêm vài phần gì đó, dùng sức đập đầu.